Nãy giờ liếm nó khô chưa? Trời ơi, tự nhiên để nó trên máng xấu làm chi không biết nữa. Trời mưa, lúc nãy trời mưa cái mấy con mèo con này nước nhẹp trơn về, còn con mèo này á, con mèo mày á thì nó sợ nước cái nó không dám lên. Cái con mèo nó, con mèo con của nó ướt như chuột lột á, cái bắt xuống mình lau mình rửa thấy bà luôn. Mà cái con mèo này kêu nó liếm nó không chịu liếm nữa chứ. Mà bây giờ khô mình này cũng được nè. Sẵn thì mình cập nhật mấy con mèo con cho mọi người xem luôn. Hôm trước mình quay á, cái mình chung với cái clip mà con cá sạc đá cái nó bị xó rồi nên là không có ấy được. Đó, cái động chọc lóc đã chưa. Hôm nay mở mắt hết trơn rồi, đẻ có hai con hà chứ không có đẻ nhiều đâu mà kiếm hoài. Hai con nằm đây nè, thì toàn đi kiếm mèo con hoài vậy. Nằm ốm cho nó đi, trời này trời mưa lạnh thấy bà luôn á. Hi, mình xin chào tất cả mọi người nha. Ở đây mình có một cái đơn hàng từ Shopee mới mua về. Đây là một cái dao cắt kiến để mình mua về để mình cắt mấy cái kiến để làm cái hồ kiến nuôi mấy con cá cảnh của mình cho nó đẹp đẹp á. Tại có nhiều bạn cũng kêu mình làm hồ kiến nuôi cá đi, chứ để nuôi trong mấy cái lưu ghiết cái nó cũng xấu quá à. Để bây giờ mình khui cho mọi người xem cái dao cắt kiến nó ra như thế nào mà nó có thể cắt được 8 kiến nha. Đây là cái dao cắt kiến nè mọi người, nhìn gắt chi là sang chảnh luôn không? Dạng khe vậy đó, nói là dao chứ thực chất nó không phải là cái dao đâu nha mọi người. Nó là cái gì á, giống như là cái bánh xe vậy đó mà nó làm bằng sắt, bằng cái gì mà cứng lắm. Có thể là mình để vô kiến cái mình gạch cái nó làm nứt kiến á, cái mình bẻ kiến nó có thể đứt. Bây giờ để mình cắt cho mọi người xem nha, chứ nói mọi người cũng không hiểu đâu. Ở trên cái lưỡi dao nó còn có chữ xíu xụ xụ gì nữa, chữ chung chữ tàu gì đâu á. Bây giờ để mình cắt cái tấm kiến này cho mọi người xem nha. Để mà cắt được cái tấm kiến á thì mọi người cần cái dao cắt kiến nè. Mọi người để thẳng cái mũi dao lên, đè mạnh xuống rồi gạch một đường. Đấy, nói là cắt kiến chứ thực chất là không phải là cắt kiến đâu. Cái dao này nó sẽ làm tì vết lên cái tấm kiến của mình. Và cái tấm kiến của mình nó bị mẻ và nó không còn hoàn hảo chỗ khúc mẻ này nữa. Và mình có thể bẻ cái tấm kiến này thì nó sẽ gãy ngay chằng cái đường mà bị tì vô này nè. Chứ cái tấm kiến cứng ngắc gì sao mà cắt được. Bây giờ để mình cắt theo cái đường này cho mọi người xem nha. Chêm cái dao cắt kiến ở dưới mà bẻ nhẹ nó sẽ gãy theo cái đường mà mình mong muốn. Đấy, đơn giản chưa? Thấy vậy chứ mà nó mẻ mẻ gì là mình dán không được nè mọi người. Người ta cắt thì người ta dùng hước, người ta đo cho nó vuông góc cho nó thẳng thì đẹp lắm. Mình thì không có dùng hước nên là nó hơi xấu một tí. Với lại cắt mấy cái tấm kiến này mọi người cũng cẩn thận nha, đứt tay là như chơi đấy. Ngoài mua cái dao cắt kiến thì mình còn mua cái keo này nữa nè mọi người, keo silicone. Keo này thì có hai loại, một loại 70.000 với một loại 30.000. Mình mua cái chai 70.000 cho nó xịn ha, làm hầu kiến cho nó không bị xị nước, chứ loại 30.000 thì xài không có ổn. Tối hôm qua thì mình có cắt kiến và dán được cái hồ này nè mọi người. Một cái hồ sâu nhỏ nhỏ thôi, để lát mình sâu cá cho mọi người xem. Tại mình không biết làm nên là mình làm dính keo tùm lum hết trơn á. Nó đục ngầu cái tấm kiến luôn rồi. Không biết nó bị đục như thế này á thì có cách nào làm cho nó hết đục không mọi người. Chứ mình là hôm qua tới giờ mình bó tay luôn đó. Nhưng mà đổ nước vô thì nó vẫn trong nha. Để hồi mình đổ nước rồi đổ cá vô cho mọi người xem. Đầu tiên thì để mình cho mọi người xem những cái con cá mà bị mình bỏ rơi nha. Mình nói những cái con cá mà bị mình bỏ rơi lần sau. Mà những con cá này nó sống mà mình không biết sự tồn tại của nó luôn á. Những cái con cá này mình gớt ra mình thay nước, cái mình bỏ vô lại nhưng mà nó còn sót 3 con ở trong cái lưu mà mình thay nước đó. Cái mình không quan tâm tới, cái mình để đó luôn. Cái từ từ cái vợ cái nó lớn chà bá vậy luôn đó. Nhưng mà chỉ có 3 con lớn thôi là mình không quan tâm tới. Còn cái con nhỏ là mình nuôi rồi cái mình bỏ gông bèo rồi mình cho ăn đầy đủ luôn. Nhưng mà sao mà nó nhỏ hơn những cái con mà mình bỏ gơi đó mình cũng chả hiểu luôn. Nếu mọi người nhìn kỹ thì sẽ thấy có một con nó bị tặc. Nó bị tặc ở dưới cái bụng á, chắc là có lẽ là sinh đôi, nhưng mà cái con thứ hai đó thì nó phát triển chưa tới nên là nó dính ở dưới cái bụng luôn. Hồi lúc mình có quay clip mình nói mấy cái con này là super sọt, nhưng mà nhiều bạn vô bình luận nói mình là không phải rồi. Cái con này là chỉ mới có sọt thôi, super sọt là nó còn ngắn nữa. Thì mình xin lỗi, tại vì mình không có biết nhiều về mấy con cá này đâu mọi người. Mình chỉ quay clip chơi chơi thôi, biết gì mình nói đó. Mình nói nhiều cho cái clip mình nó dài ra với lại nó hay hơn tí. Chứ mình cũng không có cố ý mà nói sai đâu nha. Thôi bây giờ để mình đem mấy con cá này lên cái chỗ cũ nuôi nha mọi người. Còn cái hồ sâu này thì mình ra mình sâu mấy cái con cá mà mình mới mua đợt hổm về cho mọi người xem. Mình nuôi mấy con cá này trong đây nha. Bây giờ đến mấy con cá ba đuôi này nha mọi người. Hôm trước thì cho mọi người xem cái góc nhìn từ trên xuống này. Hôm nay thì cho mọi người xem cái góc nhìn từ ngang nha. Có vẻ là cái hồ sâu này mình làm khá nhỏ so với những cái con cá ba đuôi này, nên là nhìn nó hơi chặt một tí. Nhưng mà hơi chặt gì thì quay nó sẽ rõ hơn cho mọi người xem.
chứ mà rộng quá thì nó bay, nó bơi một con một hướng thì cũng khó mà quay chung như vậy cho mọi người xem lắm. Có mấy bạn kêu mình chỉ cách phân biệt chống mái của cá ba đuôi này thì mình xin nói luôn là mình cũng bó tay luôn đó. Sao mà mình biết phân biệt được trời. Ở quán thì chỉ nói cái con trống thì nó sẽ dài hơn con mái, nó hòn hơn mái. Nhưng mà lên hồ này thì mà thôi, mình thua, mình bó tay luôn rồi. Nhìn con nào nó cũng ú nu, nó cũng y chang con nào à. Con nào nó cũng mấp mà mập như vậy hết trơn á. Rồi sao mà biết phân biệt chống máy đây. Bây giờ mục đích của mình là nuôi chơi, nuôi đẹp thôi. Còn chống máy thì thua. Kệ cha nó đi, cho nó chơi bơi đê luôn đi. Chưa biết như sao giờ. Bây giờ thì cho mọi người xem góc nhìn từ trên xuống của mấy con cá ba đuôi dưới cái hồ sâu của mình luôn nè. Thấy cái hồ sâu của mình nó hơi nhỏ nhỏ vậy chứ nó cũng bự bự to to à. Cái bề ngang này thì mình làm cỡ 6cm á. Là cái con cá này nó ngắn hơn 6cm thì nó cũng vừa chứ nó cũng không có quá chặt đâu. Thôi bây giờ để mình thả vô cái chỗ nuôi cũ của nó nha mọi người. Mấy con này nó hay thiếu oxy lắm. Mình ngồi mình quay ở đây mình nói hồi cái thiếu oxy ngẫm hết luôn giờ á. Tiếp đến là những con trân châu bình tích nha mọi người. Hôm trước thì mình mua 6 con nhưng mà hôm nay nó còn có 4 con à. Rất tiếc thì nó đã mắc hết 2 con rồi. Mấy con này thì mình cảm thấy sao mà nó khó nuôi lắm mọi người. Trước giờ mình nuôi nó cũng không có bền nữa, nó cũng không đẻ nhiều nữa. Có một con mình nuôi nó đẻ xong cái nó cũng mắc luôn à, chứ nó cũng không có sống dài nữa. Giữa con cá ba đuôi với con cá bình tích này thì mình thấy cái con cá ba đuôi thì nó dễ nuôi hơn á. Còn mấy bạn nghĩ sao? Ở đây thì mình có 3 con cá bình tích và một con cá trân châu đúng không? Cái con cá màu vàng mà bự bự như con này là con trân châu nè. Còn 3 con mà nó ngắn ngắn mà nó ú ú như cái bình tích á là kêu là cá bình tích á. Ở góc ngang gì thì mọi người dễ phân biệt cá trống với cá mái hơn nè. Cái con cá màu vàng đó nó có một cái dây dựng đứng lên và nó dài tới đuôi luôn là con cá trống. Còn cái con cá mái là cái con chó đốm với cái con màu trắng. Con chó đốm với con màu trắng thì cái dây nó đâu có dựng lên đâu, nó sập xuống với lại nó ngắn ngủn à. Còn cái con cá trân châu đó là cái con cá trống luôn nha, tại cái đuôi nó móc nè. Cái đuôi nó có hình giống cái mặt trăng, vậy là cũng là một đặc điểm để mình nhận dạng cái con cá trống với con cá mái giữa cái giống loài mà trân châu bình tích này luôn á. Rồi thôi bây giờ để mình thả mấy cái con cá này vô cái chỗ nuôi mới nha mọi người. Hôm nay mình sẽ chuyển chỗ và tách riêng những cái giống loài mà mình mua hôm hởm luôn. Tại có mấy bạn bình luận kêu mình tách riêng ra nuôi đi chứ đừng có nuôi chung vậy cũng không có tốt đâu. Thì mình nghe góp ý của mấy bạn mình cũng tách riêng mấy con này ra nuôi luôn rồi. Mình sẽ nuôi mấy con này trong những cái lu như thế này nha mọi người. Đấy, một lu một con. Mình hiện tại thì mình cũng còn dư tới 4 cái lu lận. Đủ nuôi luôn rồi. Đấy, còn mấy cái lu này nữa. Để hồi mình show lên rồi cái mình bắt cá mình thả vô lu này luôn nha mọi người. Tiếp đến là mấy con cánh bườm dạ quang nha mọi người, 2 con màu xanh và 2 con màu vàng nè. Hồi lúc chị nói chị lựa cho mình 2 trống 2 mái và chị có chỉ cách phân biệt cá này trống mái luôn. Con trống thì cái đuôi nó dài hơn cá mái, và con mái thì đuôi nó ngắn hơn cá trống. Rồi sau bây giờ mình lên đây mình show cái mình hết luôn, hết biết luôn đó. Mình nhìn mình lú rồi đó, mình thấy con nào nó cũng ghen con nào chứ nó khác gì đâu trời. Có một con màu vàng thì chắc chắn là con mái nè, cái con này nè, đó, chạy nhanh dữ trời. Con đó thì chắc chắn là con mái rồi đó, tại mình thấy cái bụng nó có trứng á nên là nó ú nu à. Nhìn cái đầu con cá này với cái thân hình nó giống như con cá chim hay mọi người. Con cá chim mà mình ăn á, con cá chà bá vậy đó, bự bằng tay của mình, nhưng mà cái này nó nhỏ hơn, với lại là nó có màu sặc sỡ, đẹp hơn. Với một đặc điểm thú vị của mấy con cá này nữa là nó bơi rất là nhanh luôn, nó bơi như tên lửa, bơi chéo 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 chéo. Mà mình bắt vô cái hồ sâu nhỏ xíu như vậy thì nó có bơi nhanh cỡ nào thì nó cũng vòng vòng cái hồ sâu của mình à. Nên là mình dễ để quay cho mọi người xem nó rõ hơn. Có một con cá màu xanh lá cây này nè. Cái con ở trên đó nó bị cái giống gì mà nó te tua gách gứ hết trơn luôn rồi. Không biết nó bị mấy con két panda cắn hay sao á. Nhìn thấy ghê thiệt chứ. Thôi mà kệ đi, chắc mình nuôi từ từ nó cũng lạnh lại chứ gì. Còn bây giờ thì mình sẽ đem thả nó vô lưu nha mọi người. Đấy, từ bây giờ là mình sẽ nuôi riêng bọn này. Nghe nói bọn này nó đẻ cũng nhanh lắm. Để thử rồi mình nuôi coi chừng nào nó đẻ nha. Đấy, thả vô luôn vậy nha. Từ bây giờ bọn bay khỏe rồi đó. Có cái chỗ mà riêng tư đó. Tiếp đến là những cái con hồng kiếm nha mọi người. Tại sao mà kêu tên nó là con hồng kiếm? Là tại vì cái đuôi nó dài ra giống như là cây kiếm vậy đó. Kêu nó là con hồng kiếm. Còn này là hồng kiếm coi, là giống như mấy con coi của bảy màu vậy đó. Cái đầu nó sẽ có màu đỏ và đốm 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 trắng trắng nè. Mọi người mà thích chơi cá bảy màu coi đỏ nhưng mà không có tiền mua coi ZE thì có thể mua những cái con này tập chơi từ từ. Nó cũng tương tự như mấy con coi ZE đó mọi người. Cái tai nó cũng lên đỏ luôn. Mấy con này thì chưa có lên đỏ đâu. Nhưng mà mình nuôi vài bữa nữa, mình tẩm bổ cho nó từ từ thì chắc chắn là cái tai nó sẽ lên đỏ chét.
nguyên một khúc giống như là mấy con coi giết e xịn luôn á. Nhưng mà mấy con này thì chỉ có 15.000 con thôi, còn mà mấy con coi giết e xịn cái tai lên full ha là cũng cỡ ít nhất là cũng 400.000 cặp á, chứ không có ít đâu. Mình không có tiền chơi coi giết e thì mình chơi coi hồng kiếm ấy, cũng tương tự nhau mà. Với lại là hai con cá chuột, ai mà xem kênh của anh Nhà Cá Bảy Màu lâu thì chắc cũng biết đó, ảnh hay kêu mấy con cá chuột này là con sát thủ môi trời. Tại cái mỏ nó trời ra giống như là cái mỏ trời đó thì kêu sát thủ môi trời thôi. Mấy con cá chuột này thì thường hay sống ở tầng đáy, nên là người chơi thủy sinh hay lấy nó về để thả vô hồ thủy sinh, để cho nó ăn những cái phân cặn đồ, làm cho cái hồ thủy sinh của người ta đẹp hơn và nó không có bị dơ. Còn mình thì mình thấy nó dễ thương rồi mình đem về mình nuôi thôi, chứ mình đâu có chơi thủy sinh đâu, mình chơi cá không à. Với lại thủy sinh cũng kén người chơi lắm các bạn, đầu óc không có sáng tạo thì lười biếng như mình thì cũng khó chơi thủy sinh lắm. Mấy con này nó bơi cũng khá là nhanh á, tự nó giờ mình bỏ chủng hồ sô mà nó bơi loạn xạ xà ngầu hết trơn á. Thôi bây giờ để mình thả nó vô lu nuôi nó nha mọi người, mình sẽ nuôi hai cái con này chung với nhau đi. Bây giờ là vậy, tại mình hết chỗ nuôi rồi, mình nuôi chung hai con này để cho nó dư một lu để mình nuôi két panda, rồi ngày mai ngày mốt vậy á mình thả đem mấy con két panda kia lên hầu kiến nuôi. Mình quên, không biết có nói với mấy bạn chưa, những cái con mà nó có cái kiếm ở cái đuôi là con cá trống nha, còn con cá mái á thì nó không có. Ở đây thì mình có hai con cá trống với một con cá mái đó, tại phải nó còn hai con cá mái với một con cá trống thì nó đẻ cho nhiều hơn mọi người. Cái này còn hai cá trống, chơi với một con cá mái này thì đẻ ít xẹo à. Thả vô cho bị tung quạnh ngang dọc đi. Đấy. Đây là những con két panda mà nhiều người thích thú nè. Kể từ khi mà bắt về thì sao mà mình thấy cái màu nó lợt lợt vậy hoài đó mọi người. Khi ở tiệm thì nó có màu trắng màu đen, còn khi mà mình đem về sao mà nó chuyển màu thành màu trắng luôn rồi. Có mấy bạn nói là khi mà nuôi ở chỗ sáng thì nó sẽ sáng màu vậy đó, khi mà mình bỏ vô chỗ tối thì nó sẽ trở thành màu tối à. Để ngày mai ngày mốt vậy mình sửa cái hồ con cá lau hán lại, rồi cái mình đem mấy con này lên, rồi cái mình để vô tối thử coi nó có đổi màu như các bạn nói không nha. Nhìn sơ qua như vậy thì có thể phân biệt được con trống với con mái không? Cá này thì mình có thể phân biệt rồi đó, lúc trước thì mình nhìn mình lú luôn rồi, nhờ chị nói thì bây giờ mình đã biết rồi. Ở đây có hai con nhỏ với hai con bự, hai con nhỏ là hai con mái và hai con bự là sẽ là hai con trống. Cái đầu nó sẽ u hơn và cái dây lưng của nó, cái dây ở trên lưng của nó sẽ nhọn. Còn con cá mái thì cái dây trên lưng nó tròn que à. Hiện giờ thì để mình nuôi bốn con này chung vài bữa đi, rồi vài bữa nữa mình mới tách nuôi ra riêng, từng cặp nuôi chung. Chứ bây giờ mình hết hồ nuôi rồi, để một lát nữa mình sẽ làm thêm một hai cái hồ kiến nữa để nuôi thêm mấy con này với lên keo mấy con beta cho nó đẹp, chứ để trong mấy cái hũ tròn khó nhìn quá. Còn bây giờ thì để mình thả mấy con này vô hồ của nó nha mọi người. Đây. Thả vô. Đó. Bây giờ để mình bỏ vài cọng gông vô mấy cái hồ này nha mọi người. Gông này mình hỏi chị là gông gì chị cũng không biết luôn. Mọi người nhìn coi, coi nó, mọi người biết cái gông gì không thì bình luận cho mình và các bạn cùng biết luôn nha. Gông này nhìn nó giống như cái cỏ chỉ đó, không lẽ kêu nó là gông cỏ chỉ trời. Thôi bỏ vô đi, nói nhiều quá. Gông không thì chưa có được đâu, để bây giờ mình ra ngoài đồng mình kiếm thêm miếng bèo nha mọi người. Bèo mình đem mình thả ra đồng hết rồi, khi nào mà cần bèo kiếm nó cũng không có trong nhà nữa nè. Bây giờ để ra ngoài đồng kiếm tí là có chứ gì. Cầm theo cái thao đi ra ngoài vườn kiếm mớ bèo nhật vô nuôi cá. Mà nhìn khung cảnh điêu tàn không, bèo nhật gì đâu mà nó tí tị tí tị, nhỏ hơn con út của mình nữa. Để bây giờ mình vô mình cho mọi người xem cái bèo nhật mà mình thả vô cái hầm của người ta nha. Đây là cái chỗ bèo nhật mà mình thả vô cái ruộng của người ta nè. Cái này là cái ruộng của người ta đó. Lúc trước mình thả vô có mấy cây à, cái tại người ta trồng khổ qua, trồng dưa leo nè, cái người ta bón phân á, nên là cái nước này nó rất là tốt, nên là nó phát triển rất là tốt luôn. Cái lá bèo mà tưởng đâu như cái lá lục bình ông nội ơi, quá trời luôn. Cái này đặc nghẹt nguyên cái hầm của người ta luôn á. Người ta biết mình thả xuống chắc người ta chửi mình chết luôn á. Để bây giờ mình nhảy xuống dưới mình hái một vài nhánh vô mình nuôi cá, rồi sẵn mình quay cho mọi người xem luôn nha. Đây là cái thao bèo mà mình mới lấy vô nè. Mọi người thấy cái bèo nhật nào mà cái lá nó chạp bá vậy chưa? Cái này giống như cái cọng gao nào chứ đâu phải là bèo nhật đâu. Bỏ vô nè. Còn này là bèo tây mình cũng lấy vô luôn nè. Mình thấy nó bự, thấy nó cũng vui vui, thấy nó cũng đẹp đẹp nên là mình lấy vô luôn. Đấy, bèo tây với bèo nhật. Còn lục bình thì cũng kêu là bèo tây hả ta? Còn này bèo nhật, bèo tây, cái gì đâu mà tùm lum bèo hết trơn. Ai mà mua mấy cái bèo này không? Tôi bán 1 ký 5.000. Người ta bán cộng nữa, tôi bán ký luôn á. Nói chứ ai muốn xin bèo á thì lại nhà tôi xin nha. Đó, biết nhà gần nhà thì cứ qua xin là tôi cho.
Còn ở xa quá tôi không có gửi được đâu. Mấy ông xin mà kêu tôi gửi không à. Chán mấy ông thiệt á chứ. Mấy cái này là tôi rửa sạch xong hết trơn rồi tôi mới cho cá đó nhiều người. Chứ không có sạch là nó bị di trùng đó. Ủa nó bị nấm, nó bị bệnh là chết luôn á. Rồi xong.